Thưa quý vị, sáng nay, mùng 4 tháng 7, bão số 2 đổ bộ vào đất liền và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần. Cơn bão đầu mùa xuất hiện muộn, cường độ không quá lớn, song những ảnh hưởng phức tạp của nó cũng đã khiến cho 2 người chết và 3 người bị thương. Bão số 2 đổ bộ vào đất liền gây gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Từ Quảng Ninh đến Nam Định, ven biển Hòn Dấu, Hải Phòng, gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trong suốt đêm qua và cả hôm nay, bão gây mưa lớn đặc biệt cho khu vực Trung Bộ với lượng từ 100 đến 300mm. Mưa lớn đã làm mặt cầu Yên Hòa nằm trên tỉnh lộ 513 thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ rạn nứt. Sau đó, khoảng 30m² cầu bị sập. Lúc này có 5 người dân đi trên 3 xe máy rơi xuống sông và mắc kẹt. 50 cán bộ chiến sĩ và phương tiện cơ giới đã được điều động đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Đến 7 giờ cùng ngày, đội cứu hộ đưa 3 nạn nhân bị thương và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đội cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Như Thắng, 46 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm, 46 tuổi ở xã Hải Thượng, Tĩnh Gia. Nhà chức trách xác định các nạn nhân tử vong do bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên người. Thưa quý vị, sự cố sập cầu bất ngờ cho thấy rất nhiều mối nguy hiểm khi người dân tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết xấu. Và trong khi đó thì các địa phương khác không ghi nhận thêm bất cứ thiệt hại đáng kể gì về người cũng như về tài sản. Đó là một thông tin rất là may mắn. Tuy nhiên thì hoàn lưu sau bão vẫn còn tiếp tục gây mưa lớn. Dự báo trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 cho tới 3 mét. Trên thượng nguồn sông Mã, Thanh Hóa, sông Cả, Nghệ An, biên độ lũ lên từ 2 cho tới 5 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.